Thì vậy tại Quảng Cáo Nam Cô thì hiệu quả nó giảm rõ rệt, giá cả đang hồi phục 80-85%. Thì bữa đầu vô chú thương nghe chú thấy ok, chú mới trở về chú đăng ký tới lịch trình đầu tiên. Bắt hồi xưa chú chưa vô là chú còn nó 10, thì bây giờ chú khoảng còn lại khoảng chừng 2-3%. Dạ, tức là cũng được 70-80% rồi. Chú rất tốt.